Xin chào cả nhà đã đến với kênh của Văn. Ngày hôm nay Văn được một trải nghiệm trong một dinh thự với trị giá là trên hơn 200 tỷ ở đảo tỷ phú dành cho giới siêu giàu ở Nha Trang, Grand Melia Nha Trang, tư dinh của các siêu tỷ phú chưa từng xuất hiện tại châu Á Thái Bình Dương. Và mọi người có thể cùng Văn khám phá thử trong dinh thự hơn 200 tỷ này có những gì theo chân Văn nào.